Ban câu lạc bộ những người con Tuyên Quang và những anh em làm chương trình từ thiện Tuyên Quang và Hà Nội hôm nay mang đón món quà áo ấm để dành cho những đồng bào vùng sâu vùng xa của huyện Tuyên Hóa còn gặp nhiều khó khăn, nên là hôm nay là đặc biệt đại diện cho ban câu lạc bộ người dân Tuyên Quang và đến thôn Đốc Đó Hùng Mỹ với một tình cảm của những người con Tuyên Quang gửi với bà con ở đây một số quần áo có trẻ em và cả người già để áo ấm mùa đông. Cần tham bờ leo này. Có lên đấy rất nhiều quần áo đấy. Quên đi. Chú đứng lên bàn này, chú quay này. Thank you.
Đây là toàn bộ cái thôn tái định cư di dân đấy các bạn nhé, toàn người Dao đây. Quê ô cam hả? Chó là chó tắp tiệt phòng. Đúng rồi, chia nhau đây. Đấy đấy.
rất cảm ơn các lòng của nhà tài trợ đồng bào miền núi Hồng Châu Hồng Sa có một tấm lòng ấm áp, rất là mong các nhà hảo tâm một lần nữa xin cảm ơn các nhà hảo tâm và đoàn giúp đỡ cho bà con rất nhiều quần áo và giày và giày tất được bà con dân trong thôn. Thank you.